Chương 4. Khi Chúa đã hay rằng người Pha-ra-si có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp tem được nhiều môn đồ hơn dân, kỳ thiệt, không phải chính Đức Chúa Giê-xu làm phép báp tem, nhưng là môn đồ Ngài, thì Ngài lìa xứ Giu-đê, trở về xứ Ga-li-lê, vả, Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Vậy, Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri gọi là Sychar, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Joseph là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhân đi đường mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu, một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Sa-ma-ri thưa rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Sa-ma-ri sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Sa-ma-ri. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi uống nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi, gọi chồng ngươi, rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng, tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán, người nói rằng, tôi không có chồng là phải lắm, vì người đã có năm đời chồng. Còn người mà ngươi hiện có, chẳng phải là chồng ngươi, điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri, tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng, nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Mê-si, nghĩa là đấng Christ phải đến, khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó. Khi đó môn đồ tới, đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà, nhưng chẳng ai hỏi rằng, thầy hỏi người ấy điều chi, hay là, sao thầy nói với người? Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại, và vào thành nói với người tại đó rằng, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra, và đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Xong le, môn đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng, thưa Thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng, ta có một thứ lương thực để nuôi mình, mà các ngươi không biết. Vậy, môn đồ nói với nhau rằng, có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng, còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng, sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây, người ta có thể nói rằng,
người này thì gieo, kẻ kia thì gặt, là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời người đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng, Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy, các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng, ấy không phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Khỏi 2 ngày ấy, Đức Chúa Giêsu từ đó đi qua xứ Galilê, vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình. Khi đã đến xứ Galilê, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Jerusalem trong ngày lễ, vì họ cũng có đi dự lễ. Vậy, Ngài lại đến thành Cana trong xứ Galilê, là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Capernaum có một quan thị vệ kia con trai người mắc bệnh. Quan đó nghe Đức Chúa Giêsu đã từ xứ Giu-đê đến xứ Galilê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin. Quan thị vệ trả lời rằng, lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Giêsu đã phán cho mình, bèn đi. Người đang đi dọc đường, các đầy tớ đến đón mà rằng, con trai chủ sống. Người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhầm giờ nào. Họ trả lời rằng, bữa qua, hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi. Người cha nhận biết rằng, ấy là chính giờ đó Đức Chúa Giêsu đã phán cùng mình rằng, con của ngươi sống. Thì người với cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Giêsu đã làm khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Galilê.